Shadow đang gọi đến. Chắc anh gọi tôi đến ngủ chứ gì? Anh gọi tôi đến ngủ rồi lại bỏ rơi tôi đúng không? Tôi không chấp nhận tiếp tục làm nhân tình của anh nữa. Tôi đã đủ đau đớn rồi. Tôi không có thì người khác cũng đừng hòng có. Sao vậy? Sao nó lại khóc to như vậy chứ? Sao vậy con? Nín đi, nín đi, nín đi mà con. Bị tai nạn rồi. Nè mọi người tránh ra, tránh ra, tránh ra giùm đi. Nè, tránh ra, tránh ra. Cẩn thận đó, cẩn thận. Phải. Gì vậy? Đau không? Như vậy là còn ít đó. Buồn gì? Tôi muốn người xấu xa như anh tàn tật suốt đời luôn đi. Đợi mà xem, có con nhỏ nào trên đời này ngu ngốc giống như tôi? Đã từng ngu gì anh hay không? Đã đến lúc anh phải nhận lấy quả báo cho những chuyện anh đã làm rồi đó, Shadow. Shadow, doanh nhân nổi tiếng, bị tai nạn xe và bị thương nghiêm trọng. Chị Rampon ơi, chị Rampon ơi, anh Shadow. Bệnh nhân Shadow, sao rồi hả bác sĩ? Phần bên ngoài không có gì nghiêm trọng hết. Nhưng điều tôi lo lắng là, nói theo cách cho cô dễ hiểu thì, bệnh nhân bị xe đâm với áp lực rất mạnh, khiến cho xương cột sống chèn ép các dây thần kinh, gây ảnh hưởng đến việc nhận biết cảm giác của cả hai chân, được tính từ phần đầu gối đến ngón chân của bệnh nhân đó. Là sao hả bác sĩ? Nghĩa là chân của Dượng Shadow sẽ bị tê liệt và không đi được sao? Không để quên gì nữa đúng không A Cha? À, dạ. Vậy thì chúng ta qua phòng em bé đón con về nhà thôi. Không cần đợi y tá bế con đến đây đâu. Để con nhanh chóng trở về nhà. Tôi chán ở bệnh viện lắm rồi. Chị Rampon à, chị Rampon không quan tâm tới anh Shadow hay sao? Vì tôi xem tin nghe nói là anh Shadow được đưa vào bệnh viện này để điều trị. Suốt cuộc ba của cậu đã đặt tên cho con trai chúng ta chưa? Ngày hôm kia ba của tôi đến thăm, chọn được 3-4 cái tên nhưng vẫn chưa vừa ý tôi lắm. Tôi muốn để ba của cậu đặt tên trước. Con chào dì. Lia, lát nữa con giúp dì đem tất cả đồ lên xe, sau đó kiểm tra chỗ em bé ngồi nha. Dì Dượng Shadow. Con đừng nói tên đó cho dì nghe nữa được không? Dì đã nói là dì với anh ta không còn liên quan gì nữa. Anh ta sống hay chết cũng không liên quan gì. Người như anh ta, nếu như không có gì thì cũng có người khác. Anh ta không dễ chết vậy đâu.
Choi à, có chuyện gì sao? Chị Keo theo anh Sa Quýt qua nước Úc rồi. Đi khi nào vậy? Tôi không biết gì hết. Tôi cũng mới biết từ hôm qua thôi Clear. Khi thấy chị Keo kéo hành lý bước ra khỏi phòng, tôi nghĩ chắc chị Keo cũng đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Chị Keo đi như vậy, chắc là chị Keo không muốn gặp anh Sa Đơm nữa. Vậy là còn ít đó. Tôi muốn người xấu xa như anh tàn tật suốt đời luôn đi. Đợi mà xem. Có con nhỏ nào trên đời này ngu ngốc giống như tôi đã từng ngu vì anh hay không? Không. Anh đừng cố níu kéo em nữa. Nếu như anh chưa từng nghĩ tới chuyện sống với em cả đời này, đã đến lúc anh phải nhận lấy quả báo cho những chuyện anh đã làm rồi đó. Sa Đừng. Không. Con đã đi đâu vậy? Con mới đi thăm vườn Sa Đơm về. Vườn ấy ở một mình không có ai chăm sóc, nên là con cố gắng sắp xếp những đồ đạc gần tay giới của Dượng. Vì chân của Dượng Sa Đơm vẫn chưa đi được. Vậy anh ta... Chị Rampon à? Anh... Clear, con đi chuẩn bị nước ấm đi. Lát nữa dì sẽ tắm cho em bé. Dạ con biết rồi. Clear mới đi thăm anh Sa Đôm vậy hả chị? Cũng không biết nữa, tôi không có hỏi. Chúng tôi sẽ giúp anh tập vật lý trị liệu cho đôi chân ở đây. Môi trường ở đây có thể giúp anh Sa Đôm muốn tập luyện nhiều hơn. Không cần phải massage đâu. Nhưng mà anh Sa Đôm cần phải khởi động chân trước. Cô không nghe sao? Tôi đã nói là không cần rồi mà. Nếu như không làm thì có thể cả đời này anh Sa Đơm không đi lại được đâu. Anh Sa Đơm không muốn đi lại bình thường sao? Tôi không biết tôi cần đi lại để làm gì nữa, trong khi bây giờ tôi không có người thân nào bên cạnh hết. Anh Sa Đơm có 80% hồi phục khả năng đi lại, nhưng mà hiện tại anh Sa Đơm dường như chọn 20% còn lại để không đi được. Chuyện này không phải phụ thuộc vào thuốc, mà phụ thuộc vào anh Sa Đơm không có động lực muốn đi lại. Tôi khuyến khích anh liên lạc và nói chuyện với người có thể động viên anh Sa Đơm để giúp đỡ anh ấy có được không? Dì ơi, dì thật sự không muốn đi thăm Dượng Sa Đơm sao? Giờ Dượng Sa Đơm không có ai bên cạnh nữa. Anh ta đáng bị như vậy. Nhưng mà con nghĩ... Con muốn dì đến thăm Sa Đơm với tư cách là dì đi. Con đừng quên bây giờ dì đã có ai cha rồi. Dì muốn làm chuyện gì, người đầu tiên dì phải nghĩ đến là ai cha. Ngay cả khi cậu ấy biết được đứa bé không phải con của cậu ấy, mà cậu ấy vẫn ở lại, ở lại làm ba của con dì.
Dù cho Sa-đơm không có ai ở bên cạnh, nhưng anh ta vẫn còn có tiền. Còn ai cha? Nếu cậu ấy không có gì, cậu ấy sẽ không còn lại gì hết. Vậy không thể bỏ cậu ấy được, con hiểu mà đúng không? Vậy nếu dì chọn tiếp tục sống cùng với anh A Cha, sẽ làm dì thấy hạnh phúc thật sự sao? Lia, nếu dì hỏi con thì con nói luôn là đã lâu rồi con không thấy ai được hạnh phúc hết. Con thấy giống như dì đang cố gắng dùng cách cũ, cố gắng trốn chạy vào rừng. Sao không ai trong chúng ta chọn cách giải quyết vấn đề vậy hả dì? Dì định dày dò bản thân và tự lừa dối chính mình tới khi nào nữa đây hả dì Trombone? Dì cũng không biết nữa. Phải làm gì hả Clea? Dì phải làm gì đây? Dì nên làm gì đây? Không sao đâu dì. Anh muốn em đưa dì Trombone đi công viên để thay đổi không khí hay sao hả? Đúng. Dạo này chị Trombone đang rất căng thẳng. Chắc là do chị Trombone luôn ở nhà chăm sóc cho em bé. Em cứ để anh và chị Ampa chăm sóc em bé cho. Em dẫn chị Trombone đi dạo quanh công viên một lát giúp anh đi. Nếu vậy thì em đưa dì ấy tới khu mua sắm sẽ hay hơn. Dì ấy thích đi mua sắm lắm mà. Em đưa chị Trombone đến công viên đi Clear. Có gì ở công viên sao hả anh? Anh muốn chị Trombone được gặp trực tiếp một người. Mẹ không về, buồn ra. Mẹ à, dù gì mẹ cũng phải về quê. Dì con đã thuê xe chở ba mẹ về Ayutthaya rồi. Ba không về, ba sẽ đứng ở đây luôn. Phải, mẹ sẽ không bao giờ quay lại Ayutthaya đâu. Ở nơi đây chính là nhà của mẹ. Ở đây không có cái gì là của chúng ta đâu mẹ. Tại sao lại không có? Ít nhất cũng có cháu của mẹ, con của con đó. Tất cả những gì ở đây không phải là của chúng ta đâu mẹ. Ngay cả con của chị Trombone cũng không phải là con của con. Cái gì hả? À cha, con đang nói điên khùng gì vậy? Sao không phải con của con được chứ? Con là chồng của cô Trombone. Cô Trombone phải có thai với con chứ. Ba, mẹ, cô Trombone không phải là có thai với A Cha đâu, mà cái thai là của chồng cũ cô ấy đó. Mẹ không tin. Cô Trombone ghét cay ghét đắng chồng cũ đến cỡ nào nên sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy đi ngủ với chồng cũ đâu. Chị Ampa nói sự thật đó mẹ. Chị Trombone có thai với anh Sa-đôm. Hai người đó vẫn còn yêu thương nhau. Mẹ không hề tin. Cô Trombone đã có con là chồng rồi. Cô ấy không ngu ngốc gì mà qua lại với chồng cũ, vừa già vừa xấu tính như vậy đâu. Chuyện đó không khác gì là quay đầu vào địa ngục. Mẹ không đi đâu, mẹ không về. Mẹ, con cũng biết mà mẹ. Con biết là mẹ lo cho con và lo nghĩ cho gia đình của chúng ta. Đúng rồi đó. Nhưng chúng ta đã nhận quá nhiều thứ từ chị Trombone rồi đó mẹ. Từ lúc con quen với chị Trombone, chị Trombone luôn làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ. Đã đến lúc chúng ta phải trả ơn cho chị Trombone rồi đó mẹ à. Buông tha cho chị Trombone đi mẹ. Không, không đời nào. Mẹ à. Chuyện gì nữa? Dù mẹ có chịu hay không chịu thì mẹ cũng phải rời khỏi đây. Vì không lâu nữa con cũng phải đi. Vì chủ nhân thật sự của căn nhà này sẽ quay lại đó mẹ.
Hả? Con nghĩ sao mà lại rủ dì đi dạo ở công viên vậy hả Clear? Con không phải là người nghĩ ra đâu dì, mà người nghĩ ra là anh A Cha đó. Anh A Cha rất muốn cho dì gặp một người đó. Con nói vậy ý là sao? Asadom, Asadom bà, từ từ thôi. Cẩn thận. Cố lên anh. Asadom, thử lại một lần nữa đi. Asadom. Đưa tôi về đi. Dạ, cô đừng đưa tôi đến đây để tập nữa. Tôi không muốn đến đây. Lấy xe lại cho tôi đi chứ. Dạ. Từ từ thôi. Cẩn thận. Sao được? Dì Rambon cứ hỏi anh đã đi đâu từ lúc dì đi công viên về. Anh đi đâu về vậy hả? Anh đưa ba mẹ anh về Ayutthaya. Anh A Cha. Chị Rambon đã gặp anh Sadom rồi có phải không? Anh muốn làm như vậy để làm gì chứ? Chắc gì anh thấy xấu hổ. Anh A Cha, anh vẫn còn nhớ em đã nói với anh rằng người cho chó chỗ ăn, chỗ ở thì nó cũng biết mang ơn. Còn anh là người, chị Rambon chăm sóc anh, chăm sóc gia đình anh đến khi anh tốt nghiệp. Em của anh có tiền đi học, ba mẹ không cần làm ruộng nữa. Vậy thì tại sao anh lại không biết ơn của chị Rambon chứ? Nhưng em nghĩ là dì ấy không muốn anh trả ơn dì ấy như vậy đâu. Nhưng đây là điều mà anh nên làm. Phải chi anh chịu làm điều này ngay từ đầu thì cuộc đời của chúng ta chắc sẽ không như vậy. Anh A Cha, thật là may khi em đã không quen anh, vì nó càng làm anh cảm thấy đau lòng hơn nữa. Khi anh kéo em vào khổ sở và không có tương lai tươi đẹp với anh, em đừng khóc mà. Đừng rơi nước mắt vì người đàn ông vô dụng như anh đây. Em phải giữ lấy nước mắt đó. Giữ nó cho ngày em thấy vui vẻ nhất và thấy hạnh phúc nhất. Anh nghĩ em sẽ có được ngày đó hay sao? Opat là một người đàn ông tốt.
anh ấy luôn sẵn lòng làm cho em cảm thấy vui vẻ nhất và được hạnh phúc nhất. Nhưng đôi khi những điều mà em thực sự muốn, nó không phải là những điều đó đâu anh à. Nhưng những điều mà anh nói, nó sẽ giúp chúng ta sống tốt đó Clea. Còn tốt hơn những thứ mà em muốn. Dạ. Nếu như vậy, em mong cho anh được may mắn. Anh cũng mong em sẽ được may mắn như anh. Cậu muốn cho tôi gặp Sa Đơm để làm gì? Cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà đi chứ, A Cha? Đêm nay không phải là đêm cuối cùng mà cậu ở cùng tôi, đúng không? Chị ngủ đi, chị Rampon. A Cha, tôi từng nói với chị rồi mà, là tôi sẽ không bỏ chị đi đâu hết. Nếu chị Rampon vẫn muốn tôi ở lại, chị ngủ đi. Cậu ấy đi rồi đúng không? Clea. Em không cần phải vội đâu. Anh có thể đợi được mà. Sau này em sẽ không để anh đợi nữa đâu. Hả? Đủ rồi, đưa tôi về đi. Tôi không muốn tập nữa đâu. Tập được rồi không biết sẽ đi tìm ai đây.
đi mà bé con của chúng ta thì sao? Rambon, lúc nãy em vừa nói gì vậy? Em nói lại đi. Anh nhanh đứng lên đi, rồi đến bế con của chúng ta. Con của chúng ta? Nhanh lên đi, trước khi em đổi ý. Khoan đã, em đừng có đổi ý đó. Anh sẽ nhanh chóng đi được để bế con mà. Làm ơn dạ, đi giúp tôi đi. Cẩn thận. Không cần đâu, tôi muốn tự đi đến chỗ con của tôi mà. Sao anh nói anh là người giỏi lắm mà, đến chuyện đi đơn giản như vậy cũng không đi được. Vậy là em cần phải dạy cả con lẫn chồng tập đi tập đứng cùng lúc luôn, đúng không hả? Vậy cả ba người nhà chúng ta, em và anh, cùng nhau tập đi lại từ đầu có được không vậy? Bây giờ anh đã không còn ai nữa, cuối cùng cũng chỉ có một mình em, chấp nhận ở lại với anh mà thôi. Anh xin lỗi em Trâm Bôn. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì tất cả những gì mà anh đã làm với em trước đi. Nếu anh được quay ngược lại thời gian thì anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em như vậy đâu. Và anh sẽ không chấp nhận để em rơi vào tay người khác đâu. Hãy tha thứ cho anh nha Rambon. Nếu như sau này anh làm tổn thương em dù chỉ một lần nữa thôi thì em sẽ không nói hai từ tha thứ lần thứ hai đâu. Anh xin hứa mà, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa đâu. Anh chỉ mong em và con sống cùng anh thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh hứa là anh sẽ không kiếm chuyện cãi nhau với em nữa. Con yêu ơi, nói chào ba đi con. Con chào ba đi. Chào ba đi. Ba chào con. Nhiều tháng sau. U, ngoan 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 nè. Che lại đi. Dạ. Không sao đâu anh. Sao vậy em? Tại anh thấy nắng nhiều quá nên anh muốn che nắng cho con một chút thôi mà. Em đưa con ra công viên đi dạo là vì muốn cho con được tắm nắng, như vậy mới khỏe mạnh chứ. Nếu không lại ốm yếu hay bệnh tật như ai kia vậy đó. Nè, em thấy anh ốm yếu và không đi lại được là vì anh bị tai nạn mà thôi. Đợi đến khi anh khỏe lại hẳn, em còn dám chơi anh như vậy nữa
thì anh sẽ đẩy mạnh sản xuất thêm một đứa nữa đó, em có biết không hả? Sao hả con trai, con có muốn có thêm em nữa không? Con thấy sao hả? Con mẹ thích anh không? Đổi tên cho con được không? Còn rất nhiều tên khác sao anh không đặt, lại đặt tên là Clón vậy? Con có thích không con? Con có thích tên anh đó không? Anh thấy tên này nghe rất là hay mà em. Có đúng không bác sĩ Lia? Con có thích tên Clón không? Em thấy không, cả hai đứa nó đều thấy cái tên đó rất hay mà. Nè, ngoài cái tên ấn tượng thì nó còn mang ý nghĩa tuyệt đẹp đó Rambon à. Anh rất là thích cái tên này. Tên con có nghĩa là dây chuyền vàng của ba với mẹ đó con trai à. Thích không con? Không thích đúng không? Con không thích hả? Sao lại không thích chứ? Không thích hả con? Tôi không nghĩ là lại gặp được chị Rambon và anh Shadow ở đây. Nhưng tôi lại thấy vui khi được gặp họ, khi biết được chị Rambon vẫn được hạnh phúc. Ủa, chị Keo à, chân chị có bị sao không hả? Để tôi giúp chị nha. Không sao đâu. Tôi nghĩ là chị Keo bị trật chân rồi. Không sao đâu mà, chỉ cần tôi ngồi nghỉ một chút là sẽ hết thôi. Lỡ chân chị nặng hơn thì sao? Để tôi xem thử chân cho chị nghe. Tôi không sao đâu Aja. Chị cứ để tôi làm đi, vì tôi đã từng học qua massage rồi. Người như cậu mà cũng từng học qua massage hả? Tôi hả? Tôi từng làm rất nhiều công việc, dù đó chỉ là công việc lái xe, nhân viên bán hàng, nhân viên giao thức ăn, nhân viên phụ bếp, nhân viên rửa xe, ngay cả việc thuê bàn ủi để ủi đồ cho các bạn ở ký túc xá nữa, tôi đều đã từng làm qua những công việc đó hết rồi. Tôi cũng hiểu là cậu mệt mỏi cỡ nào, bởi vì cuộc đời tôi cũng không khác gì cậu đâu. Nhưng chắc chị đã mệt mỏi nhiều hơn tôi, vì chị là phụ nữ mà. Cũng không phải là vậy. Phụ nữ làm việc giỏi hơn đàn ông nè, và còn có thể chăm sóc được cho đàn ông, còn có rất nhiều đó. Tôi tin chị. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ ổn hơn nếu được ai đó chăm sóc. Đúng không chị? Chắc được rồi đó. Từ từ thôi chị. Chị muốn tôi đưa chị về nhà hay không? Lỡ đâu chị đang cần người muốn chăm sóc cho chị. Chị đi từ từ thôi. Chị Keo đã từng đến Ayutthaya chưa? Tôi chưa đi. Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi muốn đưa chị Keo về chơi để gặp mẹ tôi. Mẹ tôi là người rất tốt bụng và dễ thương lắm đó. Mẹ tôi còn nói chuyện rất là giỏi nữa. Chị hả? Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp chị Keo. Nhìn thấy bác sĩ Obad với Clear lại làm anh nhớ đến cậu Acha đó. Anh nhớ đến cậu ấy làm gì? Sao giọng nói của em nghe căng thẳng hơn vậy chứ?